Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ, tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của bệnh, thì tầm soát là phương pháp tối ưu. Bác sĩ có thể kiểm tra những yếu tố nguy cơ trước khi phát bệnh. Bệnh nhân này thực hiện chụp MRI mạch máu não. Đây là khâu quan trọng trong quy trình tầm soát đột quỵ. Hình ảnh từ máy chụp MRI 3 Tesla hiển thị tất cả hệ mạch máu não của người bệnh. Để cho kết quả chính xác, bác sĩ tổng hợp từ kết quả huyết áp, kiểm tra cân nặng, siêu âm chẩn đoán bệnh lý hẹp mạch cảnh, những bệnh lý về van tim. Từ những xét nghiệm cận lâm sàng này phát hiện những bất thường trong mạch máu. Tầm soát là một tập hợp của những phương pháp để chúng ta có thể kiểm soát những yếu tố nguy cơ của một nhóm bệnh lý nào đó để chúng ta có thể phát hiện được những bất thường trước khi nó xảy ra sự cố cho người bệnh. Đột quỵ nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố nguy cơ, nó có 7 nhóm yếu tố nguy cơ. Thì trong đó nó có nhóm nguy cơ về huyết áp, tiểu đường, lối sống, rồi môi trường xã hội, và còn một cái nhóm nguy cơ nữa là cái nhóm nguy cơ về dị dạng, những cái bệnh lý dị dạng mạch máu ở trong não. Bác sĩ cho biết 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng tránh được nếu tầm soát sớm và gần 60% trường hợp phục hồi tốt nếu can thiệp cấp cứu kịp thời. Do vậy, tầm soát là cách phát hiện các dấu hiệu sức khỏe bất thường, các bệnh mãn tính làm tăng nguy cơ đột quỵ. Những nhóm người có bệnh nền, các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, đái tháo đường, đau nửa đầu, bệnh lý tim mạch, hẹp động mạch cảnh, bệnh động mạch ngoại vi, chứng ngưng thở khi ngủ cần tầm soát. Mục tiêu là muốn kiểm tra coi bản thân người bệnh đó có những yếu tố nguy cơ, có những cái bất thường về dị dạng mạch máu não hay không, hoặc là có bất thường về hệ mạch não như là có những cái hẹp mà do những cái biến cố từ huyết áp, tiểu đường lâu ngày nó sẽ gây dị dạng, hoặc là do khói thuốc, bụi bặm, hút thuốc lá rồi đó. MRI nào mà đáp ứng được tất cả những cái hình ảnh như chúng ta đang đề cập rõ nét nhất thì MRI đó đạt để mà có thể làm tầm soát đột quỵ. MRI 3 Tesla, chuẩn của MRI để mà mình có thể khảo sát được đầy đủ và rõ nét những cái dị tật hoặc những cái biến cố của trên mạch máu não mà chúng ta đã đề cập. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SDS Cần Thơ điều trị hơn 70.000 ca đột quỵ, trong đó cấp cứu ở thời gian vàng chỉ khoảng 21%, số còn lại không được phát hiện sớm. Nếu có được sự phát hiện và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân có thể tránh được nguy cơ biến chứng, tàn tật khi không may mắn đột quỵ.